Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa với thầy Kim Khiết với lại Huỳnh Thơ kính chúc quý bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì ba anh em đang có mặt ở chợ Tầm Du thuộc thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành, tỉnh Long An rồi cô bác. Hồi nãy thì mấy anh em Khương Dừa đã ghé được chợ Thuận Đạo với lại chợ Bến Lức, dạ, bán được 13 vé rồi. 13 vé, 6 vé VIP, 7 vé thường, thu được 1,9 triệu. Thu về 1,9 triệu, hồi nãy đi ăn cơm chưa hết 900 ngàn. Rồi ăn lặt vặt rồi mua tùm lum nữa giờ không biết hết rồi đủ tiền rồi. Bây giờ bán nhiều anh em mấy cái tay làm đủ nuôi mấy cái miệng chưa nữa đó. Bây giờ đang xuống giờ Tầm Du, nói chung là chủ yếu để giới thiệu chương trình đêm nhạc cho bà con cô bác biết, rồi mai mốt bà con bác có điều kiện có thời gian bà con bác tới xem. Dạ còn ai mua vé trực tiếp được thì mình bán luôn. Giờ mới xuống mà thì ăn. Hả? Đồ ăn quá trời kìa. Hả? Dạ. Quá trời bánh luôn anh ơi. Ngon quá vậy. Ôi bánh quá trời bánh luôn, nhìn thấy ham được chứ. Bánh gì? Kìa bánh bò kìa. Sáp vô liền. Chứ bán xong rồi tính sao? Xuân xanh đó nè em. Ôi bánh lọt nè, bánh lọt này làm kéo quá nè. Ủa một bên mình đang đi làm. Hả? Thì mình ăn mình có thịt mới giật được tạo chứ. À, ăn bánh đỡ đói phải không? Bánh bông lan. Cô bán hả cô? Bánh bông lan. Bánh gì? Bánh bông lan. À. Cô nàng bán bánh bông lan. Cô hát nguyên bài thử đi cô. Nghe đò. Dân ca miệt vườn không biết. Dân ca miệt vườn luôn hả? Mẹ học lớn á. Dạ, cái này là xuyên sáu. Sáu cô là nghệ sĩ hả? Hay là sao? Xuyên dạ anh Thương. Anh Thương là nghệ sĩ. Dạ đây, dạ đây không có ai nghệ sĩ nên dạ. Dạ. Tụi con là những người bình con thường. Ăn gì không? Tư bao cho. Bao được. Bao, bao đứa cái bánh bông lan. Về nhớ cô Tư. Tặng đứa cái 1, 2, 3, 4. Dắt gì xám xây ẩn 5 cái. Ôi trời ơi. Ủa thằng đây. Ủa tặng được không bạn? Thôi để tụi con mua. Thôi nó chưa mua coi. Để tụi con mua. Dạ. Thôi. Thôi mà mua à, mua thứ một cái đi. Mua rồi, nhiều quá ăn không nổi. Ăn không nổi. Dạ để tụi con. Cái đó là chim xăm. Dạ. Em ăn cái này. Cái này phải về nhà mới ăn được. Dạ thì mua về hội quán chịu nhờ mấy bạn. Em muốn ăn liền thì ăn bánh bông lan uống nước trà đá. Ngon lắm. Bánh bông lan uống trà đá. Dạ. Bánh bò nè. Bánh bò. Bánh ấy nữa nè. Về nhớ cho cô Tư bán bánh bông lan nghe. Cô Tư bán cô bánh bông lan. Cô Tư xà lan. Là cô Tư xà lan. Cô Tư xà lan. Cô cái này là cô lấy hả cô? Cô lấy cô hả? Lấy lại cô bán. Dạ. Yeah. Yeah. Cô bán ở chợ Tầm Du bao lâu bán rồi? Chợ Tầm Du bán giùm cho cô chủ. Vậy hả? Ờ Tư bán số. À cô bán giùm hả? Bán giùm mà cô lấy cô cho không vậy hả? Ờ cho Tư tặng tiền, Tư bắt tiền ra Tư trả. Dạ. Nãy giờ tưởng cô Tư là chủ không à? Tư là tiếp thị như các con vậy thôi. Dạ. Dạ. Tư có đi coi cái nhạc không Tư? Ờ coi chứ. Dạ. Ờ thân hạnh nha. Không cái này là thông tin thôi, cô Tư biết, coi biết, không? Tư biết. Có đi coi không? Có chứ. Tư coi con nha. Dễ thương quá. Cô Tư bán vé số. Đây. Mà nãy anh em mình mới xuống xe. Tặng cho Tư một ba vé đi. Không mà hỏi Tư có xe không? Coi không? Tư có cách nào để đi xuống dưới không? Ở dưới Tân An, Tân An để giới thiệu rõ để Tư có xem. Đây lên cả 13 vé số. Đúng rồi. Vậy giờ con tặng cho cô Tư một vé. Ờ đi xe bên chỉnh coi nha. Ờ vậy nè. Rồi. Dạ. Nhớ xem nha Tư để bổ nghe một vé tới 100 ngàn á. Quân đệ nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Dạ. Dạ. Chị Ngọc Huyền, anh Kim Tử Long nè, rồi Châu Thanh nè. Rồi nhờ Tư đi bán vé số vòng vòng rồi Tư giới thiệu giùm mình. Dạ, dạ chị gái. Giới thiệu cho lên cô chị biết chương trình ca nhạc tuần này chưa? Chắc chưa biết quá. Chưa. 20 giờ. Vừa có thấy là có nói gì nữa. Dạ, biết hả chị? Mình lên coi nha. Ủa mà từ đây lên tới đây bao xa chị? Mười mấy cây vậy mình tính nha. Dạ. Con lấy miếng bánh bò này đi. Rồi lấy đi con. Lấy cái bánh này Tư trả tiền cho. Thôi để tụi con mua. Rồi tính tiền cho con. Cái thương ghê á, tôi đi. Anh Khương nhiều tiền lắm. Này dạ. Vô đi con bỏ tiền. Tiền mua vàng học xong có chứ tiền bánh thiếu gì. 14 là 19. Chuyện trăm ngàn thêm một tổ. 19 ngàn bạc ha. 19 à. 19 ngàn. 5 phần nữa mua 5 phần 5 người. Dạ. Có tiền lẻ không? Này có 19 ngàn à. Dạ đây. Thôi em có tiền lẻ. Thôi. Thôi em đưa 20 đi Tư thối lợi ngàn. Có không? Dạ thôi có Tư chỉ đi làm vườn không mà nghề chánh dạ. Tư là nghề vé số. Dạ. Thôi lấy con 10 tờ đi. Lấy con 10 tờ đi. Rồi xong luôn em cũng tờ không có tờ lẻ luôn. Thôi lấy con 8 tờ vé số nữa nha. Rồi đó, rồi lát cô thối lại cho 1 2 3 4 5 6 7. Rồi vậy đi. Chị biết chương trình ca nhạc tuần này chưa? 20 giờ thứ 7 tuần này. Ủa dạ, 19 giờ thứ 7 tuần này. Dạ ngày 20. Nhớ đi coi nha chị.
rồi nhớ dẫn gia đình đi coi nha chị. Tại vì á là bà con cô bác ở trên Tân An mới mua chị ở dưới sân vận động Long An ở trên Tân An là kêu Phương Dừa xuống Tầm Du này đi giới thiệu. Nhiều bà con cô bác thích xem văn nghệ lắm, bà ở Tầm Du đi lên Tân An thì có mười mấy cây à, cho nên bây giờ Phương Dừa tranh thủ xuống Tầm Du để giới thiệu cho bà con bác, còn một xíu nữa phải về lại thành phố Hồ Chí Minh để làm đêm nhạc rồi đó. Ăn ăn gì? Thôi lát gì em ăn cái này. Hồi đi ghé trạm đây bán bún riêu. Dạ. Bún riêu ngon lắm cô. Bún riêu giò, que, dạ. Thịt, coi như là từ xã giao hết. Từ xã giao cát mặt bằng ở chợ Tình Vui. Ăn đi bánh ngon á, bánh miền quê là ngon này lâu lắm. Để bạn mua xương sâm kìa. Mua xương sâm kìa tính. Mua bán kìa. Tôi mình đây lại đây mình giới thiệu anh. Tôi là tôi bao quầy hết. Tôi dễ thương á. Anh với em là tôi chụp ảnh tôi bao. Ơi bà con người mang. Mình nói rồi anh Canh. Dạ chào con. Ồ qua đây chào giao lưu bà con bác. Ủa sao cũng vừa bánh tre bự cơm. Ủa vậy hả? Dạ. Lên lưu hình bánh tre với ai với ai. Dạ lên hình. Mập đẹp với ai gì 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 quên rồi gánh cháo gì quay quên làm gì quên rồi. Dạ. Mập đẹp quá. Dạ. Trẻ hơn nữa. Vô hình thì thường ai cũng bự hơn à, ở ngoài nhỏ hơn. Dạ. Đây là đêm nhạc ngôi sao miệt vườn dạ, sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại sân vận động tỉnh Long An. À, vé thì có 100.000 với 200.000 đó. Chú là mấy anh là có thời gian là bữa đó đi xem cho vui. Dạ. Ừ, đó đủ mà văn quá trên cái trường hợp không thấy à quay gần cái thằng điên nó coi nó hơi manh manh cười đó. Vậy hả? Mày cứ đó. Mày đừng có để nó nó xuất ra. Đi coi cái gì mới được á. Manh manh thì lại đây coi. Mấy ông già mà lớn mà gây nhau và giỡn giỡn nha hả? Rồi rồi. Trời ơi nó chạy xe cắn cắn đinh mày nó cười không à. Xe nó chạy cắn đinh mày nó cười. Dạ. Tao đang quay YouTube nó gây lộn quá. Vậy lộn lộn tụi em hai bé. Dạ. Không biết cảnh không à. Vậy thôi bữa đó đi được lên đó rồi. Lên mua dạ. Gì đâu. Dạ. Nhớ chị nếu mà có thời gian lên xem thì lên đó mua trực tiếp cũng được. Quê ở Mỹ Lòng Bến Tre. Nhưng mà sợ bà con bác này không biết thông tin á. Cho nên bữa nay xuống đi chia sẻ thông tin. À, bánh tráng Mỹ Lòng vô ngay chỗ mua đốt than hơn ha là đi khác em đi về không nặng. Ở vùng Trâm hả? Vùng Trâm hả? Vậy đây có tới 3 người Bến Tre luôn. Dạ nhiều nghệ sĩ lắm. Vậy là bữa đó mời gia đình đi chung. Dạ mình đi vô chạm đi đường nào giờ, chú? Ở trong đây là chạy vô ha. Vô trong đây ha. Không đi ngã nào đi ha. Đây nè nấm rơm Long An cũng nổi tiếng lắm nè. Đây ngồi bán nấm rơm dịch dễ đây. Nãy nhà trồng hay là mình lấy lại. Em lấy lại hả? Ủa cái này kho ngon lắm anh Phương. Này nó bự quá hả? Này nó nở hơn. Cái này bốc hơn nè anh. Này bốc hả? Cái nào mắc nhất này mắc nhất hả? Cái này mắc nhất hả? Cái này 80 này 100. Này 100. Thứ 7 lên. Ủa có rồi hả? Có rồi. Có rồi vậy thôi đưa chị đi. Nhớ thứ 7 nếu mà có thời gian đi xem chương trình nha. Tối thứ 7 mới xuống. Bữa đó sắp xếp thời gian đi coi nha em. Ở dưới đây chưa biết thông tin hả? Em chưa có nghe thông tin phải không? Có nghe không? Có đi nghe nó đạp sẽ thấy có xe đạp. Chị đạp đâu bà? Đạp gì đâu? Sao sao đạo chưa? Chưa. Dạ. Trời ơi bây giờ đi đâu bà con bác cũng đòi về kế bên nhà mới đi coi không. Dạ bây giờ mình tổ chức ở Long An Tân An. Dạ mình tổ chức ở Tân An rồi bà con bác các huyện mình xem thì mình về trung tâm. Dạ rồi mai mốt về chương trình mà thành công thì mình sẽ về các huyện mình tổ chức. Còn giờ chưa có tổ chức lần nào thì cũng chưa biết bà con bác như thế nào nữa. Thí dụ như mà bây giờ nè, giờ đêm mình tổ chức ở Tân An mà bữa đó mình lên sân khấu mình hỏi bà con cô bác ai ở Tầm Du giơ tay lên là nửa sân khấu là mốt về Tầm Du làm, còn bà con bác nào ở Bến Lức nên giơ tay nửa sân khấu là mình về mình làm. Đúng rồi chứ giờ có biết đâu giờ bà con bác đi qua Mỹ với cái ảnh đi công tác anh đi diễn, còn bây giờ thì là
mình đi đâu bà con bác cũng mong muốn là về cái bên nhà mình biểu diễn hết trơn á, để đi cho gần mà mà theo yêu cầu của nhiều người quá thì không có biết được. Sao mình đi chơi mình đi xa thì mới vui chứ gần nhà quá thì mình đi hoài mà. Ở đây có mười mấy cây mà kế bên. Hôm nay em đi được không? Tranh thủ qua cho vui nha. Chưa biết không? Rồi. Chưa biết bữa đó chiều tí đó anh bán nước sốt đi hai vợ chồng đi chợ này buổi sáng cũng giống như những chợ khác, buổi sáng đông ha, buổi trưa thì vắng, buổi chiều thì lai đai. Buổi chiều thì chỉ có bán tại đầu chợ đây, còn ở nhà sáng thì trong chợ đông lắm. Giờ cái thôi đi giáp chợ luôn đi. Vô đường này rồi đi giáp chợ. Rồi thôi đi giống nha chú. Dạ dạ. Dạ xin chào. Dạ khỏe khỏe. Dạ cảm ơn chú. Chào em. Cảm ơn em gái nha. Dạ em còn nhiêu tờ rơi đây nữa nè, em phát hết cái chợ này luôn là xong nè. Hết rồi, xong này mình về mà. Xong này mình về trên hội quán để mình tổ chức chương trình. Chợ này mà mình đi buổi sáng chắc vui lắm nè. Ờ đi buổi sáng rồi đông vui. Chào chị. Chị bán đây hả? Chị có biết đêm nhạc 20 tháng 4 chưa? Biết rồi phải không? Rồi vậy là mừng rồi, biết thông tin là mừng rồi, sợ chưa biết thông tin. Dạ còn biết xem được hay không là chị mua vé chưa? Chưa biết. Vậy giờ chị mua luôn không? Không, để con có mấy đẹp anh trảnh nè. Vậy hả? Mấy đẹp vậy chắc cả trảnh nhiều khi mới chị mua trảnh rồi đó. Nhưng mà nếu mà có thời gian đi xem được, sắp xếp đi xem hả chị? Rồi chị. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Họ biết thông tin là mừng rồi, sợ dạ. Sợ bà con bác không biết thông tin biết đó. Biết hết đó rồi em. Biết dạ. Hết đó rồi hả? Vô hôm nay hỏi Thương Dương, Thương Dương, ta coi hàng nè. Vậy hả? Nhưng mà quan trọng có biết đêm nhạc chưa nè. Dạ cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Em đựng chị ra. Ôi chị. Đựng được rồi mẹ ơi. Suối bậy không à. Chị em ta mà. Chị em mà. Hôm nay đang luộc cái gì? À luộc chuối. Dạ chào chị. Luộc chuối luộc khoai. Ok dễ thương. Chào chị. Bán gì chị? Bán gì cô? Ồ khoai lang hả cô? Ồ. À cô nấu nước sâm hả? Cô nấu khoai lang nữa kìa. À nấu nước sâm em tưởng đang luộc khoai. Ồ ngon ủ. Rồi ngon quá ha. Nè vô chai bán hả cô? Vô chai bán. Khoai của nó bán hả? Mới nó bán xong. Nhiêu ký cô? 30. 30 ngàn ký là khoai này ngon nè. Trời ngon quá vậy. Bán nấu. Khoai này ngon nè. Kệ nó mình ăn trước đi, bán luôn tính sao. Rồi cô biết chơi chương trình đêm nhạc 20 tây chưa cô? Cô có nghe chưa? Cô biết rồi hả? Cô nghe nó rồi hả? Rồi. Ủa, nghe nó vậy? Nghe mấy đứa chợ nói vậy đó. Dạ hả? Nói với mình. Dạ. Rồi cô có dự định đi xem không? Cái này mấy đứa cháu đi chứ không có đi. Cái này là 30 ngàn ký hay sao không? Giá hết rồi. Chuối cũng vậy hả con? Vậy hốt bỏ vô đại hả? Hốt bỏ lại đi. Chú cũng vậy luôn. Giá luôn. Mình lấy 1 ký nha. Ừ. Lộn xộn. Ủa vậy hả? Dạ. Khoai môn, có khoai môn xanh nữa. Mình mua nhiều nhiều lát mình đi ngang mình cho mấy team kia cứu đói cho mấy team kia coi. Mấy đứa em nó cũng biết bán buôn thì nghe nói cũng bà con bút bác hỏi thăm nhiều mà không ai mua hết trơn á, không mua vé. Thương Dừa là bằng bán được mười mấy vé là hạnh phúc rồi đó. Như đi uống ký không con? Chắc hơn à, hơn ký rồi. Hơn ký đúng không con? Hơn ký thì nhiêu con? Hơn ký. Còn không lấy chẳng ký cho dễ. Dễ tính. 50. Hơn 50. Dạ. 50 nghìn. Thôi em có tiền lẻ nè anh. Thôi mất công. Có 50 ngàn để cổ thối 500 ngàn. Thôi để cổ thối đi. Có em có tiền lẻ được rồi để em trả cho. Người nào cũng tập bắt hồ không à. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ cô. Rồi cô có đi con nhạc không? Mấy đứa con đứa cháu đi. Cô không nhà không đi hả? Cô già đi đâu. Rồi. Cô vẫn đi coi được. Đáng mà cô. Lẽ lớn là mình phải đi xem. Thôi, nữa. Nó đi dữ lắm. Mấy đứa con cháu đi dữ lắm. Vậy hả? Dạ rồi cảm ơn con nha. Có gì cô giới thiệu cho con nha. Trời ơi tụi nó quê liền cái gì. Quê liền hả? Có nghệ sĩ nổi tiếng lắm đó cô, nhiều nghệ sĩ dạ. Đó. Dạ đây. Ở Sơn Vận Động tỉnh Long An. Mốt về Tầm Du này hát được không cô? Được, Sơn Vận Động. Dạ hả? Bà con bác xem nhiều không? Ai? Ở đây bà con bác xem nhiều không? Xem văn nghệ được nhiều không? Trời ơi, ta coi dữ lắm. Ta coi dữ lắm ha.
Dạ. Hơn 100.000 vé là giới thiệu giùm con nha cô. Dạ. Công an thì sợ ở đây nó là biến lên chứ sân động này có 10 cây số à. Không phải sợ tụi nó là biến đi á. Biến đi. Chứ qua sân động này thì đắt á. Dạ. Thì ở trển đây nữa có gì đây vậy? Dạ dạ dạ. Vậy có gì cô giới thiệu giùm tụi con nha. Dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Cháu đi dữ lắm. Dạ. Chưa biết bà con cô bác có mua vé không chứ mấy anh em Phương vừa mua ủng hộ đồ cho bà con bác quá trời luôn nè. Nè, hai nè. Đây. Này đi trời nắng mà ăn khoai vô là đúng bài luôn á. Này gặp tim ăn giặt. Khoai này khoai gì ta? Không có khoai mật. Khoai bí. Tính ra ba anh em mình là bán được nhiều ăn nhiều. Không đủ à? Đỡ không? Cũng đủ không đủ luôn. Lên sao hả? Ủa mang dịch theo chị? Dạ. Ý là mới mua em mua sao vậy? Dạ con dịch anh đi theo ảnh vậy á. Ủa vậy hả? Dễ thương quá vậy? Mua ủng hộ anh đi. Anh cầu dạ. Ủa sao chị mua đây? Em mua rồi. Mua chưa? Vậy hả? Dạ. Chị mua ủng hộ em vé đi. Dạ. Mua vé ủng hộ em đi. Chị có không có biết chương trình này chưa? Chị ảnh còn có mấy tờ mà em chương trình ca nhạc thứ 7 tuần này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm đó chị. Dạ em đây. Dạ. Cái này là của ngày hôm nay ha. Để anh ghi gì vậy? Số chiều sổ giúp giùm em chân thành cảm ơn. Chúc bà con sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, không gì quý hơn sức khỏe. Sức khỏe là quý nhất đời người. Dạ. Trời ơi còn nhiều lắm cô. Còn bao nhiêu tờ? Còn nhiều lắm cô mua hết đi. Dạ. Mua ủng hộ ơi. Dạ. Dạ dạ, mua ủng hộ. Bạc Liêu. Còn nhiều lắm nè. Dạ dạ dạ. Thôi lấy sắp này đi. Cũng còn nhiều lắm. Rồi sao anh sẽ dắt nghịch theo vậy vậy? Anh lấy sắp, em lấy sắp. Vậy hả? Rồi nó theo bao lâu rồi? Vậy hả? Nhà mấy con mà nó có mình nó theo anh vậy? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dạ em lấy 14 tờ. Thôi em lấy 20 tờ cho sẵn. 14 16 17 18 19 20. Dạ rồi. Em mua nhiêu rồi anh tính luôn cho. 18 20 tờ. Rồi, cái này vừa chẳng 20 tờ luôn. Dạ. Dạ đây. Em cái này là gì? À đây Bến Tre. Cô ơi, cái này gần đi đi lại lấy lãnh tiền dễ. 20 tờ. Đây đem trả. Ủa tôi thoái 100.000 đi cho dễ. Anh Phương trả rồi hả? Anh trả rồi. Rồi cảm ơn. Anh có xem ca nhạc không? Xa lắm. Dạ 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 rồi ok cảm ơn anh. Tưởng anh đi được tặng em một vé. Dạ rồi cảm ơn anh nha. Rồi dạ. Sao về Phương? Dạ. Rồi chúc anh sức khỏe nha. Anh dẫn nó đi vậy rồi nó đi nó mệt làm sao? Ẩm nó hả? Không bỏ nó nhà cho nó khỏe vậy? Chúc em nhiều sức khỏe. Dạ dạ chịu chúng số á. Chịu chúng số tới đây kiếm anh nha. Cố ăn, dạ dạ. Cái đồ, nhà, cái đồ. Dạ. Dạ. Ở sân vận động Long An. Sân vận động tỉnh Long An. Dạ dạ. Dạ rồi thôi chúc sức khỏe nha anh. Rồi đi nó đi theo vậy hả? Dạ cứ vừa bà đó muốn chơi vừa mặt cứ vừa. Đâu anh đi coi nó đi theo không? Rồi nó ở đây luôn rồi. Chứ anh đi đâu rồi nó đi. Anh đi coi nó đi theo không? Ok luôn. À, nó đi đâu? Rồi họ lạc mất con dịch đây, luôn. Đây. Chạy liền bây giờ nè. Nó chạy theo, nó đi nó chạy theo nó đi. Dạ. Hơi chậm ha. Dạ. Biết biết mà mua ủng hộ mà. Từ từ mua, tại nhiều khi chị mấy chị đôn đốc. Em không có đôn đốc. Ảnh dạ dạ dạ. Ảnh quên mất con vịt của ảnh rồi. Đi luôn. Anh chạy theo không? Dịch này dịch máy kìa. Dạ. Ừ.
vô ngay này vô. Đi không biết đi không biết đi không biết chủ nè. Rồi đi lại đây coi anh nó đi không anh. Lại cái kế bên kìa. À, nó đi vòng vòng vậy hả con? Dạ hả? Rồi đi theo vậy rồi đem thóc nước rồi cho nó ăn uống hả trời? Dạ. 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 Chỗ chợ mình là khuôn viên như đây hả con? Dạ. Bên nén dưới nữa hả con? Dưới bán trái cây rồi hả? Dạ dạ dạ. Dạ. Đúng rồi, buổi trưa mà. Cô cho con gửi con. Thứ bảy lên coi cái nhạc nha cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi mình đi lại đây. Dạ. Dạ, nói chứ nó quen mà, nó quen hơi rồi. Dạ, chào cô. Dạ, ở trong truyền hình con quay nhìn nó lớn hơn con. Dạ, ở ngoài nhìn nhỏ hơn. Dạ, dạ. Cô đi chợ hả? Cô mua gì vậy? Dạ, chiều nấu cơm hả dạ? Dạ. Nhà cô có làm thanh long không? Thích vô con. Cô có trồng long mà giờ cô ban rồi. Cô ban hả? Cô không trồng nữa hả? Ở đây cô có biết con chuẩn bị tổ chức đêm nhạc không? Ủa? Biết hả? Chẳng biết. Vậy là mừng rồi, biết là mừng rồi. Em đi đây không? Dạ đúng rồi, còn đi coi hay không rồi cũng tùy. Đi coi, ta đi coi, bữa cái tao chở mà không biết bữa thứ này thứ mấy ta. Bữa ngày thứ bảy. Có thứ bảy. Con làm công ty đâu à, đâu có nhà đâu, có ở con mình à. Vậy hả? Về tột chối mấy con không mặc con cái gì. Dạ, bữa đó là có người con nào về làm về sớm cô nhà, nhà trở lên tổ chức có bữa hay là sao? Dạ, con làm con bữa à. Trời đất ơi. Ôi dạ, nên tranh thủ đi nha cô, toàn là nghệ sĩ nổi tiếng không à. Dạ, tại vì con làm có một bữa mà có thành công nữa thì mới về tổ chức nữa. Còn không có thành công thì thôi con... Ở trong nghe thực hình cái mặt nó hơi phỏng tí. Dạ. Mặt cũng quen đó. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, có nhà cô gần đây không? Cô không xích đây tới nè. Dạ, rồi cô nhớ, nói con cô dẫn cô đi xem nha. Rồi tới đó xuống dưới đó mua vé cũng được. Tại vô chỗ đó mua vé cũng được phải không? Dạ, hay là cô muốn mua vé đây? Thôi cô chờ cô đi mua hết tiền rồi. Hết tiền ha. Rồi. Thôi đổi bao gạo đi. Thôi, không có thiếu gạo. Dạ, rồi cảm ơn cô nha. À, dạ, bữa đó cô xuống đó cô mua luôn, ba đi bao nhiêu người mua bao nhiêu vé cô xem luôn. Tao là ca sĩ, tao là ở đây là tao ca sĩ. Tao phát ca đúng không? Tao 68 tuổi rồi mà. 68 hả? 68 tuổi rồi đó. 68 khỏe rồi. Ừ, 68. Dạ, cảm ơn con. Tao ca dữ lắm hả? Ôi trời ơi, bye con nghe. Dạ bye con. Tao ca dữ lắm. Trời ơi, sao cô vậy? Ơi cô. Cô gớt bịch gạo rồi nè. Trời ơi, con lụm lật nè. Nhẹ quá nên cô chạy. Cô không gàng lại nó gớt rồi nè. Hả? Gớt con gạo mà. Gớt con vừa gớt con gạo hai luôn. Ủa, gớt con gạo con lụm lại chứ không. Ê, chắc lại nha cô. Một chút đầy tới. Dạ. Ngồi lên cô ơi. Chắc chưa? Dạ rồi cô. Không dám đưa vé nữa để bà con tưởng tàu rơi. À, hết tàu rơi thì khó ghê. Gớt nữa nè. Trời ơi, buộc lại. Buộc lại cho chắc. Thấy Hương vô tao mừng quá, rất dạo. Rất dạo quá. Chắc được không? Phải mở ra khó lái á. Mở ra khó lái nha, đảo á. Mời cô. Mắm. Chai giờ mắm món trước rồi. Món trước cho cha. Rồi chị. Dạ, cha chị. Giờ mới thấy ngoài đường à. Khô chị. Dạ, chị bán khô, khô. Con này khô chắc là lấy hả? Người ta làm lấy về bán hả? Khô này có lấy có làm có. Dạ. Lâu quá, không thấy cô trên TV không à, mới gặp mà. Dạ, bữa nay về đây giới thiệu chương trình.
cô Cây Lạc dạ, ở chị ngồi đây hả? Hả chị ngồi đây hả? Đâu ở ra cô Lạc ở bên chợ gạo á, qua đây cũng như giáp ranh chợ gạo mà lên Tân An thì bao xa? Cô Lạc lên Tân An cũng hơi xa. Xa hả? Dạ về đây làm chương trình ở tên ca nhạc ở trên Tân An á, ngày 20 tây tháng 4 mà xa quá chắc chị không đi không được à? Dạ đi đi thì được á, coi xong về sẽ trễ. 20 cây hả chị? Dạ đi nó đi mà hẹn nhau đi đông nó vui. Chị qua đây chụp ảnh đi em chụp cho. Vừa về cái vừa về ngoài. Dạ. Hả? Dạ. Em mới đi. Đi ông xã ông mà. Anh ở xây á. Dạ. Dạ. Cô Lạc nữa kiếm 80.000 không có đậu lắm. Có gì chị giới thiệu thông tin giùm em nha. 20 tây tháng 4. Dạ. Dạ tây sân Nhân Động tỉnh Long An. Vào lúc 19 giờ nha chị. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị sức khỏe. Dạ dạ dạ. Hết chợ luôn rồi anh Thu. Đây xin. Đây nghe anh em hết chợ rồi nè. Chú chiên kìa. Chú chiên chú chiên nè. Chú chiên. Sầu riêng sao đây có cái cả. Đó bà con bác thấy không, ở đây cho trồng thanh long quá trời luôn không. Ở phía trước là đường, ở phía sau là thanh long. Chào chị. Cô bán buồn ngủ vậy hả? Cô bán gì hả? Thằng bấm này chị trồng hay là sao? Này là em mua nhà mình em thương, có mình dụng không? Có em nhà mình không à? Dạ hả? Bán vắng quá nằm ngủ luôn. Vắng quá à? Dạ. Ở đây có mình em bán nhà vườn hả? Dạ. Gom nhà vườn, cơm nhà vườn, cơm ta. Dạ, dạ. Ở đây chị có biết chị ngồi đây hả? Ngồi đây luôn. Rồi có biết đêm nhạc về chưa? Chị có biết ngày 20/4/2024 mà coi em tổ chức đêm nhạc ở Tân An chưa? Chưa biết không? Chưa có biết hả? Trời ơi. Bà thấy coi vui phiên xin em coi cái gì trên trên ấy. Có gì trên ấy coi gì? Có gì? Coi trong thường hình thấy anh quả gì? Vậy hả? Dạ. Nói sao miệt vườn? Có nhiều nghệ sĩ lắm chị. Dạ. Bữa nào 20/4/4? Bữa nào sắp xếp đi xem. Cái này cái vé coi thì lắm á. Cái vé cũng phải là em tin. Hết tờ rơi rồi. Hết tờ rơi. Dạ dạ cái này đi bán để bán để mới có tiền kinh phí để làm. Dạ hết tờ rơi rồi nên em đưa ra cho coi nghệ sĩ. Dạ coi đỡ. Dạ anh vừa dán quá trời. Dạ thôi rồi bữa nào trên Tân An chưa sao coi được thì bữa nào về Tầm Du xem coi ha. Dạ coi chứ ở đây mắc buôn bán mà. Dạ nghe đâu đợt sau về Tầm Du là tổ chức là bán 500.000 vé. Bán nhiêu vé? Trăm. Dạ vợ trăm mà con giao nhưng tại sao về Tầm Du bán 500.000 tại xa hơn nói chứ chị bán buôn đồ cũng chắc cũng chậm chạp á cho nên là cũng đi đi coi là cũng bán đồ nhà vườn nó ấy hơn chứ còn người ta bán đồ bên kinh nó đẹp hơn đồ vườn nó chậm lắm. Dạ chị đi mà hôm đó chị đi được không? Hả chị đi được không? Không đi được. Chị tưởng đi được em tặng chị một vé. Dạ ở chị giao mất tuổi quá vậy hả? Chị giao cái tiếng chị giao hả? Để đem đao cho đao xong đao cho để đem đao cho em đao bán đất khách lắm chưa leo giường mới lấy 5.000 cái chưa đẹp mẹ 2.000 cái cháu 5.000 cái cháu rau đấy chị giao sao rau bán gì nè? Chưa leo giường mới hái 5.000 chưa đẹp mẹ 2.000 dưa leo vườn mới hái 5.000 bầu vườn mới hái 5.000 bầu non 10.000 bầu vườn mới hái 5.000 bầu non 10.000 mướp non vườn mới hái 5.000 mướp đẹp nhớ nổi không anh? Mướp non đẹp 15.000 ghi ra mạnh đi ghi ra đi ghi ra đi ra đọc ghi ra không nhớ nổi đâu chị đọc dễ thương quá vậy hả? Ừ tại vì bắn đây đâu mà alo bấm thu đâu. Rồi, bầu vườn mới hái 15.000 một ký anh chị. Alo 1 2 3 4 bà con cô bác thân mến, kính mời bà con bác đến với gian hàng rau củ quả của chị. Tí. Chị Thúy. Dưa leo là 5.000 ký. Dưa leo vườn 5.000 một ký. Bầu non 5.000 một ký. Mướp non vườn. Mướp non vườn. Mới hái 5.000. Mới hái. Mới hái cái chát luôn. Bầu non là 10.000 hả? Ừ. 10.000 ký.
Cà chua vườn mới hái 5.000 một ký. Cà chua vườn mới hái 5.000 ký sao rẻ vậy? Cà chua tao, cà chua vườn mới hái 10.000 một ký, cà chua bự trời bá nữa. 10.000 ký. Thử. Hành 10.000 một bó. Hành 10 ngon một bó. 8 người khiêng. 10.000 một bó. Sao đó? Mướp là bao nhiêu? Mướp 5.000 một ký, mướp non đẹp 10.000. Nghe sao chị? Ủa sao rẻ vậy ta? Sao chị bán rẻ vậy? Là đồ vườn mà mua dùng dòng đây dòng sớm. Rồi sao có lợi? 5.000 một ký, rồi mướp non đẹp mà 10.000 một ký. Ủa ra vườn, ở qua vườn mới hái 5.000 một ký. Đủ ra, đủ ra, ở qua vườn mới hái. Ừ. Sao 5.000 không rẻ quá? Ở qua đẹp 12.000 một ký. Thổi rau đi. Thổi rau đi. Thổi qua đẹp là nhiêu? 12.000 một ký. Anh đi bán đồ vườn không mà còn đây nó dùng dòng nó bán đồ Minh Kinh, nó đắng ngát rồi, dưa leo đắng ngát rồi. Dạ, dưa đắng ngát hả? Một hồi nữa lấy một cái vé đổi 20 ký dưa leo. Tối ngày coi, tối ngày nhà coi. Bầu non 10.000 đồng một ký, cà chua vườn mới hái 10.000 đồng một ký, hành 10.000 một bó, 8 người khiêng, mướp non đẹp 10.000 một ký, 8 người ăn, 18 người ăn chưa hết. Khổ qua vườn 5.000 một ký, không đắng. Khổ qua đẹp, thiệt là đẹp, 12.000 đồng một ký. Ủa khổ qua gì có 5.000 ký trời? Khổ qua vườn nhỏ nhỏ. Khổ qua đèo. Khổ qua đèo 5.000 ký. Khổ qua đèo đi. Khổ qua đèo. Còn khổ qua đẹp thì 12.000 một ký. Anh nhưng mà rõ lời ra nha, đèo thì là 5.000, còn đẹp là 12.000. Nó có một người chị mượn mà chị ơi, nó cũng lại nó quay chị nè, nó chị đăng lên Facebook. Ừ. Nó cũng đắt lắm, đắt người ta coi lắm, quá trời luôn. Dạ. Chị bán đồ vườn không? Chú ý rồi, bán đồ vườn không? Dạ hả? Không, nhưng em chung thủy đồ vườn. Rau của chị đó bây giờ cũng phụ rau coi có hay bằng. Hỏi chị rau không dễ thương không? Nói là cũng ấn tượng cái lần rau của tôi đó, nó nói rồi mà dạ. Sao mà nghe mà nghe nó thấy quá khác nghe mắc cửa ha, không giống không rồi giờ bấm thôi để ra rồi bấm sao, bấm sao nè. Nhà là đang đang thu rồi. Đang thu luôn hả? Ừ, đang thu. Không gì nó đâu bỏ đuôi lộn lộn đậu đuôi được ta, thu phải thu liền. Đó, xóa đi thu liền nha. Số nè. Nè, đau đi. Để chưa ra không cần mà cũng như học rồi. Đâu rồi chị? Dưa leo vườn mới hái 5.000 một ký, dưa đẹp 12.000 một ký, bỏ qua vườn mới hái 5.000 một ký, bỏ qua bự 12.000 một ký, chanh 15.000 một ký, cải trắng 5.000 một ký, cải trắng 15.000 hai ký, hành 10.000 một bó, mới chín 10.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký, số luôn mất chưa? Ngồi nãy gì đi, rồi nãy gì đó, tiếng mình đọc nhiều cái vô, bỏ bán. Nhiều cái lạ lạ bán không quen, người ta tưởng là bà nay ai khai bán mất công nữa. Dưa leo vườn mới hái 5.000 một ký, dưa đẹp 12.000 một ký, ở qua vườn mới hái 5.000 một ký, ở qua bự 12.000 một ký, chắc 15.000 một ký, cải trắng 5.000 một ký, cải trắng 15.000 hai ký, hành 10.000 một bó, tới chín 10.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký. Tao luôn hết trơn. Chưa leo vườn mới hái 5.000 một ký, chưa đẹp 12.000 một ký, ở qua vườn mới hái 5.000 một ký, ở qua bự 12.000 một ký, chắc 15.000 một ký, để trắng 5.000 một ký, để trắng 15.000 hai ký, hành 10.000 một bó, tới chín 10.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký. Tao luôn hết trơn. Số luôn mấy chị ơi. Chưa đẹp 12.000 một ký, ở qua vườn mới hái 5.000 một ký, ở qua bự 12.000 một ký, chanh 15.000 một ký, cải trắng 5.000 một ký, cải trắng 15.000 hai ký, hành 10.000 một ký, tới chín 10.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký. Số luôn hết trơn. Cái đó hộp hai. Chưa leo vườn mới hái 5.000 một ký, chưa đẹp 12.000 một ký, ở qua vườn mới hái 5.000 một ký, chị xem. Ở qua vườn tặng 12.000 một ký, hả? 15.000 một ký, ăn đi hả? 15.000 một ký, để trắng 15.000 hai ký, 15.000 một ký, cũng 15.000 một ký. Tại hay tại thấy chị buôn bán, thấy chị buôn bán cũng vất vả quá. Chưa leo vườn mới hái 5.000 một ký, chưa đẹp 12.000 một ký. Chị tới 18 giờ nha, tới thứ bảy tuần này. Nhớ đăng lên Facebook rồi đó, đăng lên trên máy rồi coi cho bà. Dạ. Mua cà chua kìa chị ơi. Cà chua rồi bà trời. Cà chua 10.000 một ký. Này là cà chua đẹp ha, cà chua. Đẹp nè. Cà chua đẹp 12.000 một ký. Đồ vườn không à? Vườn à. Nó quay rồi nó cũng thấy đó. Chị thứ bảy này trên phần vận động có chương trình ca nhạc các chị. Có gì mình lên coi nha. Không có nhiều lắm. Bữa nào bán
Đang mua cà chua à? Hả? 5 ngàn à. Chị đang mua cà chua à? 5 ngàn. 5 ngàn rẻ rồi. Đi chợ quê đi chừng 50 ngàn ăn đã ha. Nên mọi người coi bao tiền bao nhiêu thử thôi. Có bao nhiêu ráo. Mới ra có nhiêu. Chúng ta quy ra cái này là 40 kg leo nè. Trời ơi. Tôi lấy lên coi. Ồ chị tiêm sắp tiền lẻ không mà. Nóng thường quá ha. Đầu chơi chơi mà bán đồ về cho người ta ăn chứ dạ. Bán hồi từ hồi dịch tới giờ á, ăn cái bà con ăn không à, chứ có bắt mắt. Mà chị nghe thằng đó nó ở ra đây nè, ngay ngã tư Cù Vuông cái lô quẹo vô. Ủa vậy sao chị lời? Lợi ích. Rẻ rẻ một chút xíu lợi ích thôi. Có lời phải không? Nhưng mà lợi ích. Bữa bán lời 500-700 thôi phải không? Không có, ít thịt à. Hay là chị mua có nhiều. Ôi, bà bỏ vô như bà cất quý như tiền coi, bà bỏ để gì mà không không mất tiêu á. Cái bà đi nhớ mang theo nha. Rồi biết đâu bà bán thì riêng cũng thấy à, bước đâu bà rút thăm trúng thưởng rồi bà được cái giải thưởng của Thùy Kim Khiết. Cái vòng đeo tay đẹp lắm nè. Ồ đâu nè. Đâu có vòng đâu, coi coi. Vòng đẹp lắm. Vòng đẹp lắm mà để nhà bỏ, tiêu bỏ rồi. Trên, không nãy đeo bao tay cho nên bỏ tháo bỏ trên xe. Thằng Tưởng không thấy quay. Thằng Tưởng không? Thằng Tưởng không? Thằng Tưởng dữ lắm, bên nay mới gặp được nè, mình muốn chết luôn vậy trời ơi. Thằng Tưởng dữ lắm coi hoài luôn à. Dữ lắm à. Coi chết nè, nếu sao mà về làm gì đi bán vậy là coi bắt miết luôn coi. Nhà đâu vậy? Nhà trong ngã tư Cù Vuông nè. Nhà Cù Vuông ha. Hai chị me bự tổ trong ngã tư Cù Vuông nè. Ngồi bán vậy nè, sao chị đem điện thoại theo để coi vô cho vui. Con gái có chứ tôi đâu có biết sao. Có điện thoại. Chị mấy người chồng. Hết ráo rồi. Có mấy người chồng. Có một đứa con mà ba đứa con gái đi nha, lấy chồng hết ráo rồi. Rồi được mấy người chồng. Mà chồng biết chồng. Biết chồng. Không biết chồng. Không chồng. Cái thằng kia hỏi mình nó không có hỏi nhiều hết ráo, nó chỉ quay cái giọng ra thôi à. Cái giọng ra nghe của bà nghe hay lắm. Nghe bà hay hay quá hả? Ừ. Dạ. Một ký. Giờ bán giờ tới mấy giờ nghỉ chị? Tới 4 giờ, tới 5 giờ, mấy 6 giờ mới vừa. Tại đây có đèn sáng nè. Dạ. 5 giờ mấy giờ? Nhưng mà chân quê mình ngộ lắm, không thấy ăn đồ nhà vườn luôn. Đồ gặp em mê đồ vườn lắm nha. Đồ vườn, nhưng mà có nhiều người ta chào sáng sáng á, khách sáng sáng á là tâm ăn đồ vườn. Ừ. Ừ. Như đầu vườn cũng phải biết mua chỗ mua. Ở cái bản nhà, quay luôn cái bản nhà của tôi, nhà tôi đi. Đâu gặp. Gom luôn mua luôn cả nhà giá. Ồ cái bản chị bà bự quá mà. Ồ bản bà bự quá nè. Trời quá trời bự luôn mà còn che chắn tùm lum nữa. Đã vậy còn bị. Ồ gấp hết rồi bà. Thu mua đồ nhà vườn giá cao. Thu mua đồ nhà vườn giá cao. Mua giá cao rồi ha. Mua giá cao bán người giá rẻ rồi. Nó gấp đấy chị. Lát treo lại. Mua có 3 ngàn à. Mua 3 ngàn à. 2 ngàn 5 ký hả? Rồi rồi làm mổ cho bà già rồi mới nên không có bán chứ thường không bán đây chứ bán trên đầu trên kìa. À. Đầu trên bán đắt hơn còn trên người ta biết tôi bán đồ thiệt tình đồ nhiều. Dạ. Chị bán bao nhiêu năm rồi? Bán này cũng mười mấy năm ở trên chợ Cầu Vuông á. Biết sao bụt chân nó giận đắng ghét. Bà nói bao nhiêu thì đắng ghét, bà chơi vừa mà. Cả mẹ nó. Hai vợ chồng đâu ăn bao nhiêu đâu. Dạ. Bán cho bà con để rẻ hơn chút. Dạ. Nhớ đi xem văn nghệ nha. Mày nhớ chị nói là chị về chị giới thiệu nha. Dạ chương trình này hay đó, cho bà con bác ở đây rồi đi xem rồi cho đông vui nha. Dạ. Hai bé đó là rủ ảnh đi đó. Con chở đi. Ủa vậy hả? Có con gái, có con gái từ ngày ngang á. Con gái giờ vậy nè, hai vé đó để ăn đi, còn con gái mua vé đi. Tự nhiên cái đang lúc nào nó mới biết chừng nào gặp một cha này ở ngoài đời ta. Dạ hả? Có luôn hả? Thấy mặt là biết liền. Có luôn hả? Nhận ra liền. Con nội cha ơi, nhận ra liền. Thiệt không? Chứ bộ trời ơi, coi hoài. Thiệt không? Nhận ra liền chứ bộ, nhận ra xem anh mới. Xem mới nhớ mặt chứ sao. Dạ. Cái này thì mang theo nước uống hay gì chị? Dạ. Cái thằng kia qua không nó quay chừng lần rồi. Nó đăng lên cái tao coi quá trời coi luôn. Coi quá trời coi à. Mấy lúc đó làm như tôi lên trên truyền hình là tôi mắc đắc tôi sợ luôn á. Mấy người ta mắc đắc á. Dạ. Người ta biết á mấy người ta sang lại mua ngắt. Dạ. Ở nước ngoài tao về tao mua luôn hả? Mua một thời gian thôi. Dạ. Mình làm ăn thật tình mình sợ hả? Dạ. Không sợ ha. Đồ vườn không mà. Dạ. Ở đây gặt làm đồ vườn mà đâu có không có chơi đồ bên kinh. Đồ bên kinh. Đồ bên kinh là bên gì? Canh. Bên kinh nó bên kinh là bên xứ bên kinh bển. Vườn không ngon.
Minh Kinh ăn xương thuốc nhiều, xương thuốc phải thịt đồ nhiều, còn Minh đồ dùng bình đây người ta ít xương thuốc, anh hiểu chưa? Chưa hiểu lắm, là sao cũng phải là sao? Là cái đồ Minh Kinh nó là ta xương thuốc nhiều, còn đồ Minh Dường bên mình nó là người ta không phải chuyên nghiệp mà ta trồng lông nè, ta trồng sen sen vô, ta bán bậy đúng không? Là sao ta? Là người ta trồng thông thanh lông này nó ít á, là ta xương thuốc, anh hiểu chưa? Nó ngon hơn cái đồ. Ủa vậy là nó ngon hơn hả? Nó ngon hơn cái đồ Minh Kinh nhiều. Còn đồ Minh Kinh nó trồng sao? Trà xịt thuốc, nó phun thuốc nhiều, trồng đại trà, anh hiểu chưa? Còn đồ bên thanh long trồng sao? Trồng thanh long, con vua thanh long vậy nè. Nè nè, vua thanh long anh thấy không? Cái nó dạ, thấy rồi. Giống cái trồng, cái trồng. Vậy là nó ngon hơn? Nó ngon hơn à. Được rồi, đồ bên kinh nó sao? Đồ bên kinh nó phun thuốc nữa. Mà phun thuốc là nó không ngon hả? Còn bên đây mình trồng sao? Trồng là dưới thanh long. Trồng thanh long, không biết thanh long, biết mấy cô bác trồng thanh long á. Vậy thì là ngon hơn. À, mình đó là kêu bằng này, kêu bằng nhà vườn nha. Nhà vườn đâu, nhà vườn đặt lông mà. Thì đâu nhà vườn? Ờ. Rồi đồ Minh Kinh là đồ kêu bằng đồ gì? Đồ Minh Kinh là trồng nhiều, nó đi trồng nhiều đại trà. Thuốc không à? Thuốc không à? Ừ. Thì thuốc không là nó không ngon. Nó không có ngon mà, nó không có nguyên chất như đồ mình. Còn đồ bên mình thì trồng mình có xịt thuốc gì không? Không, ít hơn. Cũng xịt nhưng mà ít hơn. Xịt ít hơn hả? Ừ. Bà con cứ đắt thì còn ít hơn. Hành cũng dừng bằng đây là nó đỏ, Minh Kinh xà lẹ nó có thơm, hành mình đang nó đặc thơm. Dạ sao phân biệt được đồ Minh Kinh với đồ Minh Mạnh? Đồ Minh Kinh á, Minh Kinh nó gốc nó xanh lẹ, nó gốc đỏ. Đó hả? Ừ. Anh không tin là lát gắt lại hỏi chị, cái chị bên kia bắt nhúc nhóc nó trên kia là đồ Minh Kinh á. Đồ Minh Kinh hả? Đồ Minh Kinh cả. Dạ. Còn đây đồ Dương? Đừng quay nữa, đừng quay qua anh kia nó cũng nhờ, nó mang quay. Chuyện của nó là nó là nhỏ nhỏ nào bên hả? Và bên kia mình cái bên là trồng ba đồ bắn đồ Minh Kinh. Minh Kinh Minh Kinh mà còn đi đồ vườn, đồ vườn ngon mà lát đặt lòng luôn á, anh thấy cái đó mà. Ủa vậy vậy đây của chị luôn hả? Ờ nguyên khu vực này của bà luôn nha. Là tính là lô này là mấy lô luôn đó, nhiều lô lắm á. Ủa gì bán gì rồi mình phải trả tiền bắt đã bạc gì không? Có thuê chứ, thuê chứ. Thuê hả? À, phải thuê à? Còn che cái này là ai che? Mua che. Chị che vô hả? Chị đỡ mất mát. Dạ. Nếu sao mà còn trong kinh, trong vườn á, người ta trồng cho mình vài líp bí, vài líp bầu, vài líp dưa leo. Người ta đem có cái chút ra bán là ta cái đồ đó làm sao? Cái đồ đó làm sao? Thì nó ngon, nó rất là ngon. À. Đây nè, tôi mới lấy nè. Ở đây. Đâu? Đâu? Đâu lấy coi đây. Là đồ. Dạ. Trời ơi, nãy giờ ăn quá trời ngày, cảm ơn. Dạ. Muốn mua manh miếng mấy bạn. Được, mới lấy luôn hả? Mới lấy luôn. Được chiều nào mới bán, xong lấy ra bán luôn. Chị. Rồi, em có để giá. Tôi mới cắt ra, tôi gói luôn. Tôi gói luôn. Đồ này đồ gì? Đồ này. Lấy miếng này đi. Giờ đâu này đâu bây giờ thôi trả tiền cho chị. Này đâu này ăn tốt hơn cho đồ Bình Kinh không? Cái à, trả dùng 56.000 thôi. Má hả? À? Ừ. Này nhiêu ký? Cái đó 12.000 ký. Ừ ngon. Mua này về ăn rồi thầy. Ngon. Này đồ này Bình Kinh hả? Bình Kinh. Được rồi. Đồ này Bình Kinh hả? Được rồi. Nhà vườn nó mới có đem ra đến chị Bình Kinh này là mấy chục ký rồi. À. Thôi được rồi. Thấy không? Cái nào nó cũng ngon. Thôi tao ngon. Cái này đâu là đồ vườn hả? Đồ vườn. Thì đồ vườn nó ngon sao hả? Đồ vườn nó mít 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 ruột đỏ. Mít ruột đỏ. Con này là thành công rồi hả? Thất bại rồi. Cái này là thành công rồi nè. Còn có chai đen nè. Có chai đen hả? Ôi, không ngon quá nè, mua này về ăn nè, mua về chia cho mọi người. Này nhiêu ký hả? Hả? Cái đó là 13.000. 13.000 ký hả? Cái này không bị... Ủa, mà đồ này đồ gì? Đồ đen nha. Đồ vườn. Đồ đồ đi vườn hả? Đồ vườn nó ngon không? Ngon. Chắc anh làm gì? Hả? Không có nói dốc anh làm gì, gần đó. Còn đây đâu gì? Vườn luôn. Đồ vườn này trái tầm sao? Người ta trồng tổng thanh long, ta trồng thanh long mới lên vậy đó, người ta trồng vô. Tổng thanh long mới vô à? À không có chút thuốc hả? Mới clip, ừ. Ủa vậy còn đồ kinh ta trồng sao ta? Nó khác, không có giống. Cái tán nó khác. Mua này về ăn, chia này về ăn ngon nè. Cái này thảo cần ăn hai bịch này đi. Này đồ vườn phải không? Đồ vườn rắc vậy, ăn mất. Đồ vườn hả? Ở đây ăn nó thiệt tình mà, đâu có nói dốc anh nữa. Nó thần tượng anh lâu mà nó không có. Đồ vườn này ăn sao? Ngon lắm. Ngon à? Chỉ cần bắt anh thôi. Để bà ăn thôi, chỉ cần bà ăn thôi. Này bà, này ăn ký là bà lợi nhiêu bà? Hả? Lợi ít rồi lợi nhiêu?
Chứ là 2.000 hả? Cho ngồi đây coi. Ngồi đây nè. Ủa bà nó gắt đó bà ơi, bà để ngoài nắng á. Ngay đâu đâu nay đâu Dương hả? Anh ta ngủ dây mà ta ngủ dây đi tàn rồi. Ngay trái nó không ngon không? Đồ dưỡng ngon hả? Trân đi. Mười ký hả? Mười ký rưỡi á. Tính mười ký hả? Nói quá vậy. Sáu ký rưỡi. Sáu ký rưỡi. Mười ký là nhiêu? À, mười ký kia là 12.000 cho em. 12.000 ký em bé. 120. Còn như em là 13.000 ký. Sáu ký. Sáu ký rưỡi. 6 kg là nhiêu? 6 kg là 98.000. 98.000 với nửa ký là 7.000 mấy là tính thôi 9 kia 120 hả? Ừ. Rồi cái này lấy 120 luôn đi. Ủa, 120 chứ. Em mua bán nhiêu bán nhiêu lại nhiêu cân nhiêu ký là nó ra. Thì bà bỏ vô cho đủ 120 luôn đi. Mà nó không ngon làm sao được. Trên này đâu Dương hết đâu vậy? Đâu Dương, nó hơi cũ rồi. Đồ này đồ Dương hả? Thôi bỏ đại đi, bỏ đủ chẳng trong này. Ờ là nó ngon ngon. Đồ này đồ Dương phải không? Đồ Dương gạt hả? Đồ Dương gạt luôn hả? Ba đồ Dương nó trồng sao? Trồng nó trong thanh long vậy nè, người ta xe xem cho ba trồng. Xin 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 trong thanh long trồng hả? Còn đồ kinh là sao? Muốn lại đá, mà chỉ lại đá. Ủa mà em chưa thấy đồ kinh nha, đồ kinh trồng sao ba? Kinh quá phà. Qua phà cái chuỗi ra hỏi chị giữ thần vậy? Chục ký là 130 hả? 9 ký được rồi. 9 đứa ký được rồi. Là nhiêu, tổng nhiêu? 9 ký nó ra 120 đi. 120 với 120 240. 240, hồi nãy mình đưa mấy vé thôi. Dạ. Đưa 2 vé hả? Vậy trừ lại đưa chị 40.000 phải không? Ổng có tiền thối rồi nghe. Là thối em 226. Cho anh mượn cho chị tiền lẻ. Ờ đợi xíu em có tiền lẻ mà. Ờ chị không có tiền thối gì hả? Cho đưa anh 100.000 đưa. Ờ đưa. Ờ 250. Thôi 10.000 để đi. Rồi đó ha. Mẹ đồ này đâu gì? Đồ vườn. Chắc không? Chắc thiệt mà. Ở đây bán thịt tình không có nói giấc mày đó. Đó hả? Đồ vườn này nó an toàn không? An toàn ha. Ngon hơn đồ ngon bên đồ kinh kinh ha. Rồi cái chỗ nào bán đồ bên kinh đâu? Để mày nè. Dạ. Quên mẹ luôn hả? Nó chờ là bán thịt tình đó. Bán thịt tình lắm hả? Bán rẻ không có bán. Chào anh. Có coi cái kênh của anh Long An phải không? Dạ. Mua gì anh? Thấy anh thì... Chào hả? Ừ. Dạ. 20 tây tháng 4 ở sân vận động Long An. Có gì lên xem chương trình nha anh. Dạ dạ đáng ghé mua bí với mua dưa leo chiều về ăn cơm. Coi coi xả đâu coi kênh của anh á. Dạ dạ. Chị anh ở đây hả? Đang ở đây nè gần nè. Dạ về nói bà xã đi coi 20 tháng 4 có thời gian lên coi ca nhạc. Dạ 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 anh. Dạ dạ, cảm ơn. Cái chương trình của anh bữa nào tôi mới lên thi được để thi không? Dạ lên giao lưu thi em đã cast xong rồi. Em đã chọn xong hết rồi. Dạ. Dạ. Dạ thứ ba, thứ tư. Ủa thứ ba, thứ ba, thứ năm. Anh lên giao lưu. Dạ rồi, cái gì cũng không, nhớ mặt. Dạ dạ ok, rồi. Dạ. Sao? Sao? Là, sao em là chị, bên là chị bán đây lâu chưa? Bán này lâu lắm rồi. À, chị bán bao lâu rồi? 2 năm bà. 2 năm rồi. Cháu cô chú là mười mấy năm. Chị, ở đây chị bán chuyên bán đồ đồ vườn hả? Chị muốn bán đồ vườn không mà. Thường thường đồ vườn này trồng đâu ta? Trồng không mấy nè, trồng trồng đâu đó. Trồng vườn có chỉ cho. Thôi. Chị không có trồng hả? Không. Người ta trồng không à? Người ta trồng không à, có bà con cô bác trồng bán. Rồi xong mình lấy ra mình bán. Vậy mình khỏe chứ, người ta trồng cực khổ mà đâu có nhiêu đâu, mình ngồi mình bán ký rồi 2.000 ngon à. Như là này 1 ký này là bả lời là nhiêu? Có 20.000 bạc. 20.000. Cái này là bả lời 40.000 rồi nè. Đâu có đâu nha, thiệt tình mà. Hai phần này là 40.000. Đúng không? 40.000 đúng rồi. Trời còn gì nữa? Không, đâu có khi nào mà người ta mua lần nhiều nhiều vậy đâu. Đâu có khi nào mua 1 ký. Người ta mua lần ký, 2 ký, nửa ký mà.
cái tín đồ bữa nay chợ vắng quá, tôi tính để ngày sáng bán đồ đẹp, mình là cái sáng bán đồ đẹp sáng bán hả? Không, đồ nhìn ngon thiệt, cái này mua về chiên người cái tết tinh tan bảo đảm ha, không có xịt thuốc ha. Ừ, ngon. Có xịt chứ, xịt ít chứ. Có xịt nhưng mà xịt ít chứ không phải ta nhà vườn mà ta trồng cái ít mà. À, ta trồng cái ít. Cái bầu ta cũng trồng là cái bà này bà trồng ba thứ. Ừ. Trồng sen sen với thanh long á. Ừ. Rồi trồng ít. Bà cũng xịt xịt vô nó không phải khôn vậy. Quay lên con luôn hả? Chó nhà chị hả? Ừ, ngày nào cũng chở theo. Dạ. Khôn hả? Khôn hả? Đủ đồ cho đó. Đủ đồ cho nó. Quay luôn con hả con? Anh biết ra cái khô mày quay luôn con hả? Bữa nào giờ xuống đây lại nhà chị chơi được không? Được. Mà chị đi bán suốt rồi sao lại được? Đây. Chứ chắc tôi nhà. Nhà rồi ai đi coi đây bán đây? Thì có chồng mấy bữa nữa chồng làm mộ xong bà già xong rồi ngoái. Đang làm mộ ngoái. Về nhà chị chơi vậy? Chơi vậy? Nhà có gì vui không? Về nhà đi hái rau đồ nấu cơm ăn được không? Có được có rau gì đâu hái trời. Trời ơi. Có cái loại vườn của người ta hái gì được. Dạ. Người ta đấm chết. Mới không muốn quay vô vườn cái ông trong kia kìa, có vườn cà chua. Vườn cà chua. Chắc luôn rồi. Dạ. Rồi mới đi vô. Thôi giờ bận công chuyện rồi. Dạ. Về em về nha. Em về hội quán ở sau vườn á, tối nay giao lưu văn nghệ. Đi hả? Dạ, rảnh thì lên coi livestream. Tối nay có Thùy với lại em Thùy Kim Khiết với lại MC Quỳnh Thơ dẫn. Dạ. Sầu riêng trong mình mà thua bên cái sầu lúc trước mà tôi bán ngã bầu nhưng mà các bạn nổi tiếng luôn á. Dạ. Ngã ba huyện á, cái sao công an nó dí quá cái chúng tôi bán tôi dẹp hết ngày sầu riêng chứ bộ dí yeah, chạy bán cả mười mấy năm trời dí chạy dí chạy không kẹp mập bây giờ em nói chị nghe nè, không nói chị nghĩ bán rau về hội quán rồi sao miệt trường chị dẫn chương trình cho ổng vui lắm rau nữa tôi rau cái giọng của chị mà giờ dạ xin chào không có cái thằng quán ẩm mà nó quay tôi phân Facebook đó chồng tôi rau chồng muốn nói chồng tôi rau rau cũng nghe nhẹ nhàng ảnh ra ẩm khác hay lắm rau cũng nhẹ nhàng đó không phải tôi rau mà tôi rau còn hay hơn ẩm nữa. Ừ, đúng rồi có công an nó cấm nó không cho ấy ừ rau. Công an cấm hả không cho rau luôn ở cái bên nó cấm nó không cho rau à. Bắt chồng tôi rau tôi rau ba tôi đắt hàng quá đi rồi mùa nắng này không có hàng thì rau đắt hàng quá hả tôi rau một ngày tôi bán mấy trăm ký vô đèo nè ghê vậy à, mấy trăm ký luôn trời ơi một ký 2.000 mà mấy trăm ký là một ngày bả lời mấy triệu bạc. Dạ. 100 kg là lại 200.000 200.000 nhiều một ngày khoảng 200 kg luôn nó cho bắt con mấy cái là không rau được nữa chồng tôi rau chồng tôi rau nghe chồng cũng hay lắm không bằng tôi không bằng tôi ha chào chồng ủa chị hát được không chị hát được không chị hả đâu 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 đây là thu thử rồi chị thu máy luôn cho hát chị hát bài gì chị hát chứ tự tôi hát rồi chị hát rồi à, để thu tiếng cho mới nghe rồi, xin phép nha rồi hát bài gì nè bài hát bài gì cho thuộc á bài gì bài gì ông có hát hát bài chở dám thương người ấy chở dám thương người cao dẹp lá đầu xanh lá đầu xanh không nhớ nè thương nhau cao độ làm trôi mạnh một lá đầu xanh thấm nở duyên cứ mỗi chiều về tan bụi chờ anh còn hoài giống bóng người thương anh hứa với em sao khi mình nên duyên nên nợ thì một lá đầu xanh cũng nên vợ nên chồng cao thấm đầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng mỗi sáng tinh sương gánh trầu ra chợ trên con đê dài thoáng thoát đôi chân em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh mà em chỉ sợ người yêu nhỏi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ đông lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa nhưng rồi một hôm mưa buồn sớm chợ bên thúng trầu xanh em đợi bạn chung tình mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình chờ dám thương người sao anh không tới yêu nhau rồi ngại gì lại lỗi bước chân để em qua về thơ thẩn nhớ mong trầu nặng gánh hay nặng tình em thương nhớ anh phụ em rồi anh không tới nữa để phiên chợ buồn làm héo lá trầu xanh bà chị đi thi ngon sao vườn đi bà chị hát hay lắm à, bà chị thi ngon sao vườn đi lát xin số chị đi thi ngôi sao vườn đi, thấy không?
hả? Chị Hiên ngồi sau vườn không? Hết. Ôm ru luôn à. Chị Hiên ngồi sau vườn hả chị? Rồi tôi hát bản bài nữa, hát bài. Hát bài nữa, bài nữa, bài hay quá. Hay quá trời. Nhớ từng con khúc này ta. Hết những ước mơ lệ tuôn gói nhỏ, đêm dài rưng rưng nhớ cuộc đời từ đây. Âu buồn ngang trái để mình em đắng cài. Anh biết cho chân anh nói rằng toàn đời yêu em, sao nó đành lòng nào nhói gôn. Câu mình yêu ước không nhạt nhò, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lời chẳng sao. Tình yêu trả lời chẳng sao. Hay quá, xuống bỏ lên cho mẹ. Sao nó không vô ta? Vô mà. Cái máy này sao mày không khác, vô? Mày khác, mày khác. Ê chị Thiên ngồi sau vườn đi chị. Chị có coi em nhớ làm ngồi sau vườn không? Có coi luôn. Chị Thiên ngồi sau vườn đi. Đi em, không? Dạ chị Thi đi, em hỗ trợ cho chị. Thiệt, thiệt. Đặt cấp luôn kìa. Thiệt, thiệt, đặt cấp luôn nè. Ủa bạn ơi, bạn ngồi bán bài rau, bán hát. Trời là mưa tuôn nên kiếm xuôi anh ngắm em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời mưa để cho tình ngang trái, mấy ai không bằng lòng. Tình vừa nồng được tin em ơi quen, em ra đi về bên kia thế giới nghĩa trang lạnh lùng. Nghe chưa? Cứ hôn tay đâu mấy người nghe mê luôn. Sao nghe mê chung bài đó mẹ giống như đi ra giống như chạy marathon vậy, có hồi chạy nhanh hồi chạy chậm. Ủa sao nó không vô ta? Hả chị Thiên con sao vừa chị mê giọng hát chị quá rồi thiệt. Thiệt nữa mày nó chưa thuộc nhiều bài quá. Cái máy này nó không không vô, cái máy thật kia tôi bỏ lên trên cái lo nghe đã lắm. Lo đây nè, cái đây cái lo này nè mới được. Này nghe đã nè, tôi thâu bên trong mày, tôi phát cho mày ta còn khoái, thì mấy người mua còn khoái. Người mua quá. Trời là mưa tuôn nên kiến xuôi anh gầm em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời mưa để cho tình ngang trái, mấy ai không bận lòng. Tình vừa nồng được tin em mới quen, em ra đi về bên kia thế giới nghĩa trang lạnh lùng. Làm gì cũng gấp gấp, bà làm gì cũng gấp gấp vội vội vàng vàng á. Nó không vô ta. Mấy lo nó cứ sợ vậy, trời thua hết được. Ủa, bài khác ơi. Thua. Để tôi rao phải không? Rao lại, rao lại, thu lại, thu lại, thu rao đi. Xa nhạc. Không có tôi thuộc bản, mà nguyên bản dùng bản ô được không? Được. Tôi hết bản đó. Dùng ô tôi có căn nhà tranh phải không? Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, đi bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang, đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than. Và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Hai năm trôi qua ân tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bợt bèo, làm sao dám đưa duyên tơ mai sau. Tôi sợ dòng đời chúa xót tương đáng. Rồi một hôm tôi biết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian phương thuốc hai thần tiên, chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Không 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 không. Dưa leo rừng mới hái 5.000 một cái, dưa đẹp 15.000. Tào rau rồi. Thường ngày tôi rau hả? Thôi được rồi, cảm ơn con nha.
Để đây chứ lấy rừng 12.000 một ký, chứ đẹp 12.000 một ký, ở qua rừng 12.000 một ký, ở qua đẹp 12.000 một ký, cải trắng 5.000 một ký, cải trắng 10.000 một ký, hành 10.000 một bó, số luôn mấy chứ má không sao mà gấp gấp vô vậy cô, thường ngày nó vô, bữa nay không vô. Chưa đâu được. Hát không vô kìa. Mấy hát bản lại, hát bản lại. Hát lại, hát lại. Phải bản nhất là bài máng bạc bạc. Trời mưa nay thâu lắm. Cái gì? Cái gì? Trời là mưa tuôn. À trời là mưa tuôn. Dấu chân kỷ niệm không? Không nhớ, các bạn không thích, không thích. Trời là mưa tuôn nên kiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước cớ sao trời mưa, để cho tình ngàn trai mấy ai không bận lòng. Tình vừa nồng được tin em mới quen, em ra đi về bên kia thế giới nghĩa trang lạnh lùng. Tôi thường thường trời mưa tôi hay thâu với cái máy, một máy tôi ra một máy tôi thâu. Đây lớp được đó. Trời là mưa tôi nên kiếm tôi ăn gặp em, cho mình kết lời hẹn ước cớ sao trời mưa, để cho tình ngàn trai mấy ai không bận lòng. Tình vừa nồng được tin em mới quen, em ra đi về bên kia thế giới nghĩa chiều lạnh lùng. Bây giờ biết tại sao bà kia bất kiện quá không mà bán cái mình bán là mấy trăm ký vô đẹo mà. Ờ nó nghe nè, chị đi thi chương trình đi chị. Gì? Chị đi lát em xin số nha, chị đi thi chương trình đi em hỗ trợ cho. Dạ, lát hàng ngày nhiêu? Chị chân chất một mặt dễ thương lắm. Tôi thiệt tình mà. Ờ. Ờ, tổng tiền xe đi thi luôn. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà lấy số nha. Lấy số. Đúng có số rồi. Số, số đi. Em lấy xe điện thoại của chị em bấm sắm số em đó hả? Đúng rồi. Thanh Thúy, Quỳnh Thị Thanh Thúy. Quỳnh Thị Thanh Thúy. Hồi sinh. Trời ơi. Bà ơi, bà Thi con sao vườn chắc cho lên chắc fan nhiều lắm á. Bà về bà bán ra cũng quả. Lúc mà bà bán ế cực qua luôn một phát. Lên ngồi bán nha, là bán 200 ngàn đúng không? Bà lấy cái lo. Bà Thi đi, bà bán 1 ngày 200 triệu. Cái thằng đó không có, nó đăng tôi lên Facebook là nó bán đắt lắm, nó bán đắt lắm. Tôi lấy đồ nhà khăn nắng này. Khăn nắng này. Khăn nắng này bán chạy. Ừ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Thôi đi về luôn đi, khỏi khỏi. Ở đây toàn bộ người ta bán đồ Minh Kinh không mà, có mình tôi bán đồ Minh Kinh đâu. Thôi đi về đi, đừng quảng cáo đồ Minh Kinh. Quảng cáo nhà vườn mình đây thôi. Đồ Minh Kinh sao vậy? Nó không ngon. Đồ vườn mình đây chứ sao, bà con người ta trồng khổ lắm. Người ta cũng như bây giờ tôi lên Thanh Long người ta đâu có tiền đâu. Người ta trồng ngắt ngắt bán cho tôi cũng mua cao cao. Biết sao không? Tôi bán rẻ là cho bà con ăn. Nó không có mua cao mà bán rẻ. Ờ mua cao lắm chứ bộ đâu phải như vậy đâu. Chứ người ta trồng đây nè, người ta đâu có tiền đâu. Là mình ủng hộ nhà vườn mình đây thôi, Minh Kinh mắc chứng gì ủng hộ Minh Kinh. Trời ơi, nhà vườn của mình thì mình thiệt tình, mình mua cái vòng đây không à. Rồi rồi. Ừ. Đi về luôn, khỏi quay đâu hết đâu. Rồi, quay chỗ okay. Tôi là được. Cái thằng kia qua anh cũng quay chỗ tôi với quay chỗ nào cái sạc kia mà quay với cái thằng kia nó không biết cái sao lại đây nè. Thấy cái để cái bảng giá mà vườn mà cái chị này bán mốt gì thiệt tình nữa. Thằng bánh mì ơi gì đó nó quay mình đăng ra lên Facebook nè. Dạ. Tôi cũng coi mở con cái tôi mở lên mạng tôi. Rồi nhớ về coi cái clip này trên kênh Khương Dừa nha. Ờ Khương Dừa coi. Rồi nãy có tặng hai vé nhớ đi xem ca nhạc nha. Nhớ rồi. Rồi cái chuyện thứ ba nữa là mời đi thấy đi. Thấy nhìn mặt tôi nhìn thấy trong bác thầu riêng. Tôi dở thật. Đâu có chuyên nghiệp như chị. Chị bán mười mấy năm trời mà nó mà quyện bảo công an nó dí quá á. Dí là mỗi lần dí. Bán nổi tiếng luôn, có tiếng luôn á. Mỗi lần công an dí mình sao vậy? Thì trả chứ sao? Rồi mình trả có biết sao không có. Không? Tôi không có bảo là biết sao. Tôi có em tôi làm ở bên công an á nên tôi nó nhá nhá tôi là tôi chạy về mất mẹ à. Mất mẹ rồi. Còn mấy quỷ kia bắt nó. Nhưng mà chỗ qua chỗ mà quen biết không mình đâu làm ăn thì cục vậy. Rồi đi thi nha, em tài trợ tiền một ngày bán cho chị đi. Ừ. Đi lên mấy ngày ta tiền bán. Ờ. Nhưng mà xấu quá sao lên ta. Trời ơi chị dễ thương lắm á, chân chất một mạc. Em no nè. Chị đẹp lắm. Chị chỉ cần chân chất như vậy chị lên trình thảo. Mua chân chất nhất xíu số này mà không biết tôi thiệt tình. Bắt tình. Người ta thông mong lâu lắm rồi ta nói uống một máng nước chừng cần nào gặp một cha này ngoài đời ta. Yeah. Thấy một cha biết ra liền nhận ra liền à. Thấy em hả? Ừ.
thấy em vậy đi thi chương trình em làm được rồi. Đúng rồi. Thấy tôi hát hay không? Hay, trời ơi, em bữa giờ em cát không có giọng nào như giọng của chị luôn. Muốn nghe nó không? Muốn nghe nó tôi hát không phải. Xuất sắc nha, bài gì nó, bài gì nó không? Thôi giữ đi. Giữ đi để mốt mình thi mình hát chứ giờ hát mà con bắt hát biết coi. Ừ, nhiều quá. Có nghe không? Trong đống máy nó có nghe không? Nghe. Nghe hay. Nó quay ra nghe đang dính không? Nó dính nó, dính dính. Dính cái rồi. Để đợi cho con cho cháu chơi coi. À, gọi là con nhỏ con mấy đứa con á nhằn hà luôn bà con cô bác á, bên ngoại bên nội coi cái nói trời ơi. Thấy mày mày chồng mày rau nghe nhẹ nhàng lúc đó người ta cấm không cho con rau con tao còn hơn chồng con nữa. Ừ. Sáng con mai lên. Sáng mai lên hả? Chiều gái mở ra coi, mở mạng điện thoại ra coi. Đặt lên, để trên khung dừa. Khung dừa. Mở lên cái điện thoại coi. Hát chấn động. Chấn động luôn. Chị gái sang hự hự. Nó ghét tôi lắm. Nên biết tại sao mọi chị tôi bắn ế không? Thằng anh nó bằng kia dí tôi chính giữa vậy nè, bắn không được đâu. Nó cũng bắt trước tôi bắn đồ đè đè như lúc trước tôi bán vậy đó, cái bắn chậm là vậy. Ghét tôi nó chơi hai đứa hai bên. Vậy hả? Hai này nó dí hai bên chính giữa tôi bắn lại. Bắn mà chứ bắn lại. Chẳng lớp học lúc này đồ hắn nắng nó mất tiền nữa đâu quán để được. Giờ mày tàu mất gì thâu ba nhạc nó chỉ để chè chẻ. Thì đó, lúc đó trời nước mất trời mưa một đầu tôi bỏ đi hết mình chợ này chị bán không? một đầu thì tôi hát một đầu tôi đau lo, một đầu tôi hát cái này là tôi rác vậy đó chứ tôi vậy đó. Bộ không được kệ bà nữa. Bây giờ tao muốn rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Thôi chúc chị buôn may đó, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Hồi đi luôn đi. Nào có thời gian xuống thăm chị nha. Cảm ơn. Dạ rồi bà con bác thân mến ơi, tính điên khúc nữa giới thiệu mà Khương Dừa nghĩ tới đây là chị này biết thông tin, chị Thúy biết thông tin, chị sẽ bao quảng cáo cho hết chợ này để biết luôn. Ừ. Cho hết bà con bác trong vùng này biết luôn. Ừ. Chị hãy nhớ 20/4/2024 vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn tại sân vận động tỉnh Long An số 7 đường Trương Định, phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rồi chị nhớ không? Nhắc lại, lặp lại. Không nhớ, nhắc gì thôi. Vô đây đi, nó dùng dạ. Chị phát. Đúng rồi, nó dùng. Để cho anh Thu, anh Thu cho. Xong rồi chị phát tới cái Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây Thu nè. Thu đi. Nè, Thu đi tôi rau cho. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến vào lúc 19 giờ ngày 20/4/2024 tại sân vận động tỉnh Long An số 7 đường Trương Định, phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn với sự tham gia của danh hài Bảo Trung, danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Thùy Trang, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Trường Sơn, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, dẫn chương trình Khương Dừa, MC Huỳnh Thơ, và đặc biệt có sự xuất hiện của hai bạn thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, Lan Anh, Nguyễn Thắng. Kính mời bà con bác cùng đón xem, kính mời và kính mời. Mở lên cho. Mở lên. Bà con cô bác thân mến. Được nè. Vô. Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến vào lúc 19 giờ ngày 20/4/2024. Điên sao vậy? Bà con cô bác thân mến, bà con cô bác thân mến vào lúc 19 giờ ngày 20/4/2024 tại sân vận động tỉnh Long An số 7. Vui quá rồi, chán quá rồi. Tỉnh Long An sẽ diễn ra đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Đêm nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ sự tham gia của danh hài Bảo Trung, danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhi, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Hương Loan, ca sĩ ở đời xưa cha mẹ tôi dạy mình bán được thịt trình với lại mình ủng hộ đồ nhà vườn đây, mình đây mình lấy đồ của người ta. Châu Ngọc Tiên, dẫn chương trình Khương Dừa, MC Huỳnh Thơ, và đặc biệt có sự xuất hiện của hai bạn thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, Lan Anh, Nguyễn Thắng. Kính mời bà con bác cùng đón xem, kính mời và kính mời. Được chưa? Đây là chịu rồi. À chịu ha. Ừ. Bây giờ là bà chị một xíu chị phát bán rau và một xíu cái chị phát cái này ha. Giúp em nha. Bán rau cho. Tôi ra cái này. Đi đâu đi? Số 7. Đi đâu rồi? Chương trình phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An sẽ ra đi nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn. Tôi quái rồi. Sao? Mình muốn có tôi dựa tới được. Nhớ rồi được rồi. Để tôi ra của tôi. Tôi ra của tôi đi. Dưa leo rừng mới hái 5.000 một ký, dưa đẹp 12.000 một ký, bỏ qua rừng mới hái 15.000 2 ký, bỏ qua bự 12.000 một ký, cải trắng 5.000 một ký, cải trắng 10.000 một ký, cải đỏ Đà Lạt 10.000 một ký, chanh 15.000 một ký, hành 10.000 một bó, khoai tím 10.000 một ký, củ sắn 10.000 một ký, số luôn mấy chị.
phải cân chỗ sổ luôn mấy chết sổ luôn mấy chết. Chưa giao dừng mới hái 5 ngàn tiếp, chưa đẹp 12 ngàn tiếp, ở qua dừng 25 ngàn 2 tụi em về nha. Rồi cảm ơn luôn, rồi cảm ơn luôn, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Là cảm ơn hai Kinh luôn. Rồi về luôn đây, khỏe rồi. Cảm ơn các bà con bác nha. Kính chúc bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Bà quý bà con bác, bye bye. 6 ngàn 1 tiếp.